Sự lơ là bất cẩn sẽ dẫn đến bị ngã, trượt chân làm tổn thương xương khớp, trong đó tổn thương dây chằng hay còn gọi là bong gân là một trong những trường hợp hay gặp. Triệu chứng ban đầu khi bị bong gân là bệnh nhân sẽ cảm thấy đau và vùng bị tổn thương sẽ sưng lên. Nếu như sơ cứu và xử trí không đúng cách sẽ dẫn đến những biến chứng gây khó khăn trong quá trình hồi phục. Vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn chủ đề cách sơ cứu khi bị bong gân. Bước 1, để bệnh nhân từ đó để có cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bản thân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.